Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, thì như anh em có thể thấy là tôi đang đứng ở trên cái máy farm khối dung nham của tôi đây. Là trong buổi trước là tôi đã xây thành công cái máy farm khối dung nham anh em nhá. Rất là nhiều kem dung nham luôn anh em ạ. Và trong khoảng thời gian apply tôi cũng đã đứng trên này tôi farm rồi. Mình cứ AFK là cái máy nó tự farm anh em ạ. Nhờ mỗi tội là đứng cái này nó hơi cô đơn tí anh em nhỉ. Được rồi, xuống thôi anh em ạ. Ok các bạn, trong buổi hôm nay chúng ta sẽ cùng xây máy farm sắp mới anh em nhé. Đấy, và chúng ta sẽ xây một cái máy farm mà sẽ cần đến những cái kem dung nham của cái máy farm khối dung nham này anh em ạ. Và đó chính là máy farm vàng. Đấy, tất cả cái mục đích từ trước cái này tôi làm là đều vì cái máy farm vàng đấy anh em ạ. Đấy. Ok các bạn, trước khi bắt đầu video thì các em đừng quên like và subscribe tôi nhé. Nó free mà nhưng mà thật sự nó có ý nghĩa đối với tôi rất là nhiều anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ôi rồi thì sao nó có một con ấy nó bên ngoài này anh em, có thể không? Ôi rồi từ từ, cái quái nào? Tôi tưởng là chúng nó không spawn được trên cái nền mà nhở, tôi tưởng chúng nó không spawn được trên cái nóc mà nhở. Lạ nhở. Được rồi, tôi farm tí anh em ạ. Đấy, tranh thủ farm tí cũng được, dù sao cái kiếm của tôi nó cũng có cái looting 3, cái nhặt 3 đấy. Ôi rồi đông thế nào. Ok anh em ạ, anh em đợi tí để tôi farm xong rồi tôi cho anh em xem thử xem mấy cái rương thì nó hoạt động tốt như nào anh em nhá. Đây tôi vào mấy cái rương tôi cho anh em xem thử xem cái máy farm nó hoạt động như nào. Đấy anh em thấy ngon chưa? Đấy bởi vì là buổi trước là chúng ta cũng đã sửa lại rồi mà, nên là giờ máy farm hoạt động rất là ngon anh em ạ. Ok anh em ạ, thì bây giờ tôi sẽ về nhà và tôi sẽ chuẩn bị đồ và sau đó chúng ta sẽ xây máy farm sắt trước anh em nhé. Bởi vì là để xây cái máy farm vàng là chúng ta cũng cần các cái phễu anh em ạ. Mà nếu mà muốn có phễu thì phải có bạc mà sắt đấy. Nên là chúng ta sẽ xây máy phong sắt chứ anh em nhá. Ok thì bây giờ tôi sẽ chuẩn bị đồ thôi. Đấy bị tela ra bên này thì lại đi vào trong. Rồi chốc thì lại vào trong nữa. Đấy ra ngoài rồi lại vào trong. Về nhà rồi anh em ạ. Ok giờ tôi sẽ chuẩn bị đồ anh em ạ. Ok anh em ơi, tôi đang ở trong cái cối xay gió để tôi tìm mấy cái thằng dân để tôi đổi đồ ấy các bạn. Đây tôi phát hiện ra đó là có 4 thằng dân chứ có chuối trên tầng 3. Đây và trong 4 thằng là có cái thằng làm dụng cụ gọi là pro của tôi đây. Đây chính nó đây. Đấy anh em thấy cái hiệu kim cương của nó chưa? Đây và tầng 2 là thằng làm gậy pro của tôi các bạn. Thế quái nào mà chúng cứ thích trốn vào đây nhỉ? Đây tôi tìm vào này để tôi đổi với nó cái ấy đây. Cái tơ nhện đây các bạn, bởi vì là tôi đang cần cái thẻ đổi tên. Nên là tôi cần cái ngọc lục bảo anh em ạ, nên là tôi mới phải đi đổi đồ. Tầng 1 thì chả có ai. Đấy tầng 2 tầng 3 thì có mấy đứa luôn đi các bạn, đi tìm mà nó suốt đây các bạn. Ok anh em ạ, tôi đi đổi đồ thêm chút nữa sau đó là tôi sẽ xuống tôi đổi về cái thằng làm sách của tôi này. Dạ thằng làm sách là khi mà nếu mà nó mà lên level max anh em nhá là nó sẽ đổi cho mình cái thẻ đổi tên đây này. 14 ngọc là được một thẻ đổi tên đây này. Nhưng mà tôi chưa đủ. Nên là bây giờ tôi sẽ đổi thêm. Đấy ngon quá ngon quá, đủ chưa? Ôi mày có 13 à? Xui nhở. Ok các bạn, anh em đợi tôi thêm một chút nữa nhở. Khi nào mà tôi chuẩn bị hết sạch đồ rồi tôi sẽ bắt đầu xây các em nhá. Ok các em ơi, thì bây giờ là buổi tối rồi tôi sẽ tranh thủ xây luôn anh em ạ. Thì vì tối này là nó sẽ có zombie ra, mà mình xây cái máy farm này là mình cần có zombie này. Bây giờ tôi sẽ xây luôn 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9 rồi, đúng không? 9 rồi anh em ạ. Được rồi, tôi sẽ phải xây một cái đường ở giữa anh em ạ. Bao nhiêu nhỉ? 1, 2, 3, 4, đây ô này anh em ạ. Đào vào 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9. Ok các bạn, thì ta sẽ lấy một ổ ở giữa. Đây, cái ổ này chứ, ổ ở giữa đây đúng không? Chúng ta sẽ xây lên 3 block anh em nhá. Xây lên 3 block, 1, 2, 3. Xong xây cái này vào, xong xây cái thùng ngủ phân vào. Phải tránh thủ lúc đêm có zombie anh em ạ. Đấy xong bây giờ là mình xây lên đây anh em ạ. Đây mình qua bên cạnh mình xây lên 3 ô nữa anh em nhá. 1, 3 ô này. Xong mình dùng cái chắp đo, đâu rồi, đấy cái chắp đo rồi. Đặt vào đây, ok chưa? Xong rồi bây giờ là mình tìm cách để mình dụ được con zombie nó vào trong này anh em ạ. Được rồi bây giờ để tôi xây cái đường để tôi đi lên. Mình phải xây cái đường này mình đi lên để mình dụ con zombie. Rồi ok anh em ạ. Được rồi, nhưng mà bây giờ nhá, mình sẽ phá cái đường này đi này. Phá cái này đi. Ok chưa? Xong tôi xây bên này anh em ạ. Ok. Tôi xây một khối ở đây. Để chốc để tôi nhảy lên anh em ạ. Ok ok.
Bây giờ tôi canh zombie và tôi dụ nó anh em ạ. Đấy, phải tranh thủ buổi đêm mà mình còn canh anh em ạ. Đấy, nào, có anh zombie nào không? Này là máy farm sắt mà có zombie anh em nhá. Đấy, đâu rồi? Kìa kìa, tôi nhìn thấy có một anh ở đây này. Theo anh em này, có một con skeleton này, để tôi bắn nó anh em ạ. Ủa, nó chết rồi. Tôi bắn kiểu gì mà bắn chú anh zombie của tôi rồi. Đi bụi anh zombie lần này các bạn. Được rồi, để tôi tìm thằng khác. Có thằng nào không? Đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Thì theo anh zombie ơi. Zombie, theo anh. Đấy, trời, có nhện này, láo à. Làm mày ra đây. Úi dồi, chết ngay hơ. Làm sao có chuyện tôi bắn xịt được nữa. Nào zombie, theo anh nào. Chúng ta sẽ dụ nó bằng cách này anh em nhé. Nào, đi lên đây với anh. Lên đây với anh em này. Nhanh. Đấy, ôi, từ, chết cha rồi. Ôi dồi, từ anh em ạ, nhầm. Từ anh em ạ, nó có con creeper này. Để nó sửa qua đã, chết cha rồi. Bây giờ sao mà sửa được nó vậy. Chúng nó yểm trợ anh nhau căng quá. Rồi, ok anh em ạ. Nào, anh zombie, theo em anh ấy. Nào anh, thì lên đây. Mình nhảy lên đây các em nhé, xong mình nhảy lên đây này. Đấy, cái gì đấy anh? Anh phải đi cái hướng kia chứ. Đúng rồi. Phá này đi, đi lên đây anh ơi. Đi lên đây, đúng rồi. Đi vào đây. Đi vào trong này chứ. Ái chà, cút. Anh zombie ơi, trên này cơ mà. Trên này cơ mà anh zombie ơi. À, mình sẽ chọn nó lên anh em ạ. Đi vào đây anh ơi. Đi vào đây anh, đúng không? Đi vào đây anh. Đi vào đây. Ok các em ơi, tôi thành công rồi này. Tôi thành công rồi. Anh em thấy farm vừa nãy không? Đấy, ôi dồi. Thì anh ở trong đấy nhá. Ôi dồi. Sau 1 tỷ năm cuối cùng tôi cũng thành công rồi anh em ạ. Rồi. Rồi, chúng ta đã xong cái phần gọi là khó nhất trong cái game ở đây anh em ạ. Đó, và chốc nữa là cũng có một phần nữa. Đó là chúng ta sẽ phải đưa dân làng lên. Nhưng mà nói chung là đưa dân làng lên thì nó dễ hơn. Rồi, ôi dồi. Sau bao nhiêu lâu đấy anh em ạ. Được rồi, để tôi vứt một vài cái đồ ống tung để tôi nhặt làm mấy cái đồ quan trọng của tôi nào. Ê, nước này, ấy thì zombie chả cần nữa này, tôi xem thử có đồ gì quan trọng không. Đá cũng mình cũng có chỗ cho đá này. Cái chắp đo này thì cũng được, chứ vứt thì zombie đi, cần quái gì đúng không. Đây, anh thương nhân nói chung là anh chết mấy cái đồ vớ va vẩn thôi anh em ạ. Cũng chả cái gì có bí ngô này ấy thì cũng được nhỉ, nhưng mà tôi chả còn ngọc đâu. Ok các bạn, bây giờ nhá, tôi sẽ xây cái hệ thống đường ray. Tôi sẽ về kiểu tôi xây cái hệ thống đường ray, nó bắt từ cái cối xe gió, nó bắt qua chỗ này. Đấy, và sau đó tôi sẽ đưa dân làng qua. Đấy, thì cái lý do tại sao mà tôi phải xây nó xa nhà ấy là bởi vì là tại vì cái doanh trại của tôi đấy, nên là cái máy farm hồi trước nó mới không hoạt động nữa đấy các bạn hơ. Nên là giờ tôi sẽ phải xây một cái máy khác có xa nhà anh em ạ. Rồi ok các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ canh và tôi bắt ba anh dân làng em ạ. Sau đó tôi mang qua cho máy farm. Thế là chúng ta đã xong là hai phần khó nhất rồi đấy. Nào, đi vào trong kia anh. Đi vào đi anh. Anh đừng lo, em đưa anh đi tới thiên đàng, anh đừng lo. Chui tọt lên bên trên rồi đấy các bạn ơi, tôi lạnh luôn đấy hả. Chả hiểu sao mấy thằng này chúng nó cứ thích chui trên đây các bạn đấy. Ấy, nhìn này, năm đứa ở trên này rồi các bạn. Ok các bạn ạ, tôi phải canh ở đây, tôi đợi vài anh ở đó để tôi dụ vài anh lên đây các bạn ạ. Ok rồi anh em ơi, thành công được một anh rồi anh em ạ. Nào, đi qua đi anh. Tôi sẽ cứ làm như vậy để tìm. Ôi chết cha rồi, khóa cửa lại, phải khóa cửa lại. Chứ không thì các anh kia thì các anh chạy ra ngoài chết cha anh em ạ. Ở ngoài nhiều zombie lắm, nguy hiểm anh em ạ. Ok anh em ạ, sau khi mà anh ấy tới đây rồi ấy, thì là bây giờ chúng ta sẽ cùng xây một cái chỗ để gọi là cho anh ấy đứng hết kịp nhá. Đấy, thế quái làm anh thương nhân thì anh tự lao vào đây luôn anh em ạ. Thế tôi nhốt cùng anh thương nhân thôi rồi. Nhốt vậy thì trông thấy nó lạch đấy anh em ạ. Tôi nhốt chỗ khác đi. Đấy, chỗ này đi. Đấy, chỗ này đi. Đấy. Thì vào đây anh ra làng này.
chứ không chơi quá chẳng may tôi đưa anh thương nhân vào trong máy farm thì không hay các bạn ơi. Nào phá lại đi. Rồi ok các bạn, ngon rồi. Đấy, để tôi cho cát vào nào. Cát vào. Tôi vứt được cái gì ra không nhỉ? Để tôi vứt cái đây, tôi dùng cái chắp đo đặt vào đây. Ok các bạn. Rồi ok các bạn nhá. Thì ở đây này, sau khi xong cái này là chúng ta còn một cái nữa, đó là chúng ta sẽ đặt cái nút ở bên trên cái chắp đo. Đấy, để tôi xây đặt cái nút này các bạn. Ngồi xuống đặt. À, ok các bạn nhá. Đấy, xong bây giờ tôi sẽ về nhà và tôi đưa thêm hai anh dân làng đã qua là được rồi đấy. Ok các em ơi. Ôi, ngon quá. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Đi đi anh, đúng rồi. Đi đi anh. Hey. Hey. Rồi, chắn vào, chắn vào, chắn vào, chắn vào. Đi thôi anh. Bây giờ tôi phải hộ tống anh này qua bên kia các em ạ. Có cái gì đấy? Ôi ôi. Mày đánh tao được chứ mày đừng có đánh dân của tao. Đi đi anh kia yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh. Có con nào mất dạy tao bắn chết hết anh em ạ. Chết cha rồi, tao bắn xong rồi tao rơi đây luôn ha. Cố lên anh ơi. Sắp tới nơi rồi. Xuống đi anh, xuống đi anh. Xuống đi anh. Xuống luôn anh ơi. Xuống đi anh. Đi vào đi. Xuống. Ơ ôi, đi xuống đây chứ anh ơi. Chết cha rồi. Chết cha rồi. Úi dồi ôi. Chết cha rồi anh em ạ, từ từ đã. Ô, ngon quá, được rồi anh em ạ. Nói chung là vẫn bằng một cách của nó mà tôi thành công rồi anh em ạ. Đâu rồi, tôi không có cái nào à. Được rồi, tôi dùng bắn cỗ đi, úi dồi ôi. Ghê quá anh em ạ, zombie cái thứ ghê quá. Được rồi, thành công rồi anh em ạ. Được rồi, tôi sẽ ngủ cái, sau đó là tôi sẽ dậy và tôi xây anh em ạ, giờ có rồi. Thôi đi ngủ cái nào. Tôi có quái à. Thằng nào đây? Đọ cùng với anh này. Ui ghê quá anh em ơi, chúng nó đông quá. Ui rồi. Ui rồi. Thôi rồi anh em ạ, tôi sẽ về nhà tôi ngủ. À, tôi sẽ về cuối xe gió và tôi ngủ. Chào anh làm sao anh ạ? Anh làm sao? Rồi, thành công rồi, thành công rồi anh ạ. Đi ngủ thôi. Rồi ok các em ơi. Tôi đã về nhà và tôi đã dọn một chút đồ đây. À, nè bây giờ trông là nó gọn gàng hơn rồi. À, và tôi cũng đã dọn dẹp cái hệ thống đường ray rồi. À, bây giờ chúng ta xây được rồi anh em ạ. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách là chúng ta sẽ đào một cái hình vuông 9x9 này. Sẻng của tôi hơi nhanh anh em ạ. Sẻng hơi khỏe. Đây, tôi sẽ phải lấp lại mấy cái chỗ mà nãy mình đào nhầm ấy. Đó, lấp lại. Rồi anh em ạ, sau khi mình xong này nhá, là bây giờ là mình đặt nước. Đặt nước ở bốn góc. À, nhưng mà trước khi đặt nước nhá, là mình sẽ đặt cái cổng đã. Đấy, đặt cái cổng nhá, đặt ở giữa luôn anh em ạ. Để tìm cái ô ở giữa nào. Đây chính là ô ở giữa này. 1, 2, 3, 4, đây. Cái ô ở đây chính là ô ở giữa đây anh em ạ. Chúng ta đặt nó như này anh em nhá. Đặt như này. À đâu? Đúng rồi, đúng rồi. Đây, đặt cái này. Này chứ, hey. Này chứ. Đây. Đấy. Đây. À, bỏ hết ra anh em nhá. Ok chưa? Xong rồi bây giờ chúng ta sẽ đi múc nước rồi. Rồi ok các em ạ. Thì là tôi có suy nghĩ lại và tôi nhận ra là nếu mình đặt nước ấy, chút nữa là mình xây nó sẽ khó khăn hơn. Đó. Nên là bây giờ chúng ta chưa đặt nước vội. Chúng ta sẽ đào cái chỗ để chúng ta xuống farm đã. Đấy, được rồi. Thì bây giờ nhá, là mình sẽ cứ đào như này. À, hình vuông 3x3 đây anh em ạ. Cứ đào như vậy xuống 17 block anh em nhá. Rồi ok anh em ạ. À, sau khi mà anh em xong cái này nhá, là bây giờ là mình sẽ đào về một phía, phía nào cũng được. À, thì chắc là phía này đi nhỉ. À, phía này nhá. Ok. Đặt hopper vào anh em ạ. Đặt hopper mình chiếu thẳng xuống dưới. Đấy, để chỗ này mình để rương ấy. Và chỗ này sẽ là chỗ để mình đặt đồ đấy. Ok anh em ạ, mình sẽ đặt những cái tấm biển ở đây các em nhá. Đấy. Đặt các cái tấm biển đây. Đấy, được chưa? Xong rồi mình sẽ đặt một tấm ở đây này. Đấy. Ok. Cái này có đúng không vậy? Theo như tôi nhớ là đúng đấy. Đấy. Xong rồi mình sẽ ngồi xuống mình đặt cái này các em nhá. Đặt lava. Đừng chảy vào người anh em nhá. Đấy. Xong rồi mình sẽ dùng nước anh em ạ. Đặt nó vào góc này này.
đâu đây này đấy, ok chưa? Ốp nhưng mà à ok ok cũng được, ok anh em nhá. Sau khi xong này nhá là mình đã đào vào trong này đấy, đặt nước vào đây nữa anh em ạ, đặt nước vào cái chỗ này này, đặt cái biển ấy đấy vào cái chỗ này để cho nó chắn cái nước đấy, đào xuống anh em ạ, đào xuống ok chưa? Xong rồi mình sẽ lấp cái chỗ này lại để cho anh Golem là anh không có ấy đấy. À từ từ, hình như là đặt biển đấy không đúng anh em ạ, mình phải đặt biển nó ở đúng cái chỗ cái phễu ấy đây này đấy, đặt ở đây anh em nhá, ok chưa đấy, nói chắn lại đấy được chưa đấy. Xong rồi mình sẽ dùng đá mình lắp lại anh em ạ, đấy ngon đấy anh em. À chỗ này là chỗ mình sẽ đứng ở dưới để mình nhặt đồ thôi đấy, đây tôi sẽ xây cái rương ở đây, cái rương của tôi đâu rồi đấy, bốn cái rương này đặt hai cái vào đây anh em nhá, ok chưa? Xong rồi thì mình sẽ lại xây xuống một tí nữa đấy, đào thêm một tầng đây anh em ạ, đào một cái nữa ở đây đấy được chưa, đào cái nữa ở đây đấy, chúng ta đặt thêm một cái đường nữa ở đây anh em nhá, đặt vào đấy, dùng phễu đặt vào đây. À thì nó chỉ là mình xây thêm một cái rương nữa để cho nó không bị nhanh phun đồ thôi mà, chả có gì đâu đấy được chưa anh em. Đấy thì mình cho đồ vào trong cái rương này, à thì nó bị tuột xuống cái rương này đấy, vậy thôi. Ok các bạn, sau khi xong cái này là bây giờ là mình xây đường lên thôi đấy, xong rồi, xong rồi anh em ạ, quá đẹp rồi. Ok xây đường lên nó bắt đầu là mình hoàn thành cái bên trên thôi anh em ạ. Đấy tôi cứ đào thẳng cái này, sau đó là tôi dùng thang nó lên này, tôi có thang cái này á. À, vậy thôi, đây tôi lên rồi đây. Thế nhưng mà nó tối luôn rồi anh các bạn, à, tối này rồi thì chắc là tôi phải đi ngủ cái chứ không chốc giông mà đá phá tôi chết cha, ngủ cái hề nào. Ấy có quái à, à thế nó quái con này chơi xa xa tí anh em ạ, đây 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 được đấy, rồi ngon này. Thế cái chỗ mà vừa nãy mình lên đâu nhỉ, ở đâu đó là gần đây anh em ạ, đây à, ôi chết cha rồi, nếu mình lên chỗ này thì không được anh em ạ. Hờ, mình lên chỗ này thì đúng cái chỗ farm ấy không được. Thế thì phải đợi tí để tôi sửa lại rồi anh em ạ. Ui, ui, holy shit. Đây là kế hoạch của bọn nó hả anh em? What? Anh em thấy pha vừa rồi không? À, nó chảy xuống trước để nó che mắt tôi anh em ạ. Và đi ngay sau đó là một con creeper. Thì sao mà hát con đáng sợ vậy anh em? Nhưng mà không sao anh em ạ, để về chung mà tôi xử lý cũng tốt lắm. À, thần nói, thần nói. Chơi nhiều kinh nghiệm gọi là giỏi lắm rồi ha. Game tầm này làm gì với tôi ấy, em nhỉ. Rồi xong cái đường đi lên rồi. Ok đấy, kệ nó đi, cứ xây chắn chắn là khi nào tôi sửa sau đấy chỗ này à. Đó xong đẹp thế. Ok anh em, sau khi em xong này nhá là bây giờ là chúng ta sẽ ấy này, đặt nước đi tra cái giày của tôi, bỏ cái giày ra anh em ạ. Đấy đặt nước vào đây, làm như vậy với cả hai bên còn lại. Ôi rồi chào anh, chào anh. Để tôi cho anh ấy vào trong máy farm anh em ạ, đi vào trong máy farm. Ê, thôi xuống bên dưới đi nhá. Rồi ok anh em ạ, sau khi chúng ta xong cái này anh em nhá là bây giờ chúng ta xây lên cái chỗ này nào, xây lên nào. À tất cả là cái máy farm này là máy farm của một youtuber nước ngoài họ xây anh em nhá, tôi sẽ để link ở dưới phần mô tả nên anh em thích xây thì anh em hãy vào phần mô tả để xem nhá. À ok, sau khi xây gang ra này là chúng ta xây ở đây này, chúng ta xây ở đây là ra 4 ô anh em ạ. Đây này, từ từ phải xây ngang qua nữa anh em ạ, xây ngang qua nữa ở đây qua 4 ô nhá, 1 2 3 4. Ok anh em ạ, sau khi xong cái này là chúng ta sẽ đặt giường anh em nhá, chúng ta sẽ đặt những cái giường như này đấy, một cái ở bên trên đấy và hai cái ở bên cạnh, ok chưa đấy, để tôi xây ngang ngang qua nữa nào, một cái ở đây nữa đấy. Ok sau khi xong cái này là mình phá hay được rồi, phá nó đi không cần nó nữa. Xong rồi bây giờ là chúng ta sẽ phải nhảy lên cái chỗ này để chúng ta xây này. À chúng ta sẽ xây một cục ở đây, đây các bạn phải xuống đây mới xây được này, ok chưa. Rồi chúng ta dùng kính. Ôi chết cha rồi, tôi để quên kính ở nhà rồi. À chả cần đâu, dùng đá luôn cũng được, chút nữa tôi cắm đuốc lên cái đá để cho quái nó không spawn là được đấy. Ngon ngay các bạn, ok chưa, ngang quá này
sắn hào đây. Ok, chờ phá hai đi. Đấy, cái này cũng vậy này, mình cũng ngang qua luôn. Đấy, ok, phá cái bên dưới này đi. Đấy, cái chỗ này là để cho dân làng nó không nhảy qua được đấy. Đây này, á, đấy, dân làng nó cố gắng nó không có nhảy qua được. Ok chưa anh nhá, sau khi xong nhá là mình xây cang qua này. Á, xong rồi mình sẽ đập những cái slab. Đâu rồi, slab của tôi đâu ấy nhỉ? Ơ, tôi nhớ là vừa nãy là tôi có chuẩn bị mà. Chắc là tôi để ở nhà rồi, được rồi, thế vậy tôi chuẩn bị lại là 60 cái slab đây anh em ạ. Thực ra là 59 cái á, thế nhờ mình craft 60 luôn cho nó ngầu. Ok anh em, sau khi xong này nhá, mình xây một cái lên, đập vào cái slab bên trên. Á, phá hai đi, phá cái này, phá hai đi. Đấy, thế là chúng ta đã xong cái nhà cho dân rồi đấy anh em. Đấy, ơ, tôi nhớ là tôi có để một cái nút ở trên này cơ mà. Thì cái nút ở đâu rồi? Ơ, lạ vậy, tôi nhớ là tôi có để một cái nút mà ta. Để tôi làm lại cái nút khác không nào. Ê, mình làm cái nút là mình để cái này mình làm được đúng không? À, tôi làm nút gỗ cũng được. Ok, á, à, đặt vào. Lạ nhỉ, tôi nhớ là nãy tôi có đặt mà ta. Ok các em nhá, sau khi xong cái này này là bây giờ chúng ta sẽ phá những cái đường rườm rà đi. À, thực ra phá đi cũng được mà không phá đi cũng được, bởi vì là bây giờ tôi phải đưa dân lên vào. Bây giờ tôi sẽ về và tôi mang đường ray ra anh em ạ. Phải mang đường ray ra thì mình mới đưa dân lên anh em ạ. What the hell? Anh em nhìn thấy con này không? Đây là giáp sexy nhất trong Minecraft đây anh em. Giáp lưới, để tôi bắn nó lên đầu nó nào. Mày chạy, ui, bắn đẹp nhở hả? Wow, sao bọn scatter thì chúng có được trang bị đẹp thế này? Đọ cùng với anh này hả? Đây đấy anh em này, đây tôi cho anh em xem này, đẹp không này? Mặc đồ đẹp nhở? Chạy đi này, ok các bạn, được rồi, kẹo nó đi xem nào. Hô hấp, ui, hô hấp quá quá vậy. Được rồi anh em ạ, bây giờ nhá, tôi sẽ xây đường ray lên. Mà chắc là tôi phải giết thằng này anh em ạ, chứ không thì nó ra nó bắn dân của tôi chết cha. Rồi, ok rồi. Đấy, nào cái này đi nào. Nào các anh dân, các anh chuẩn bị được lên máy farm rồi. Được rồi anh em nhá, bây giờ chúng ta đã xây lên này, xây lên là xây cái nào ta. Rồi ok các em ạ, tôi đã xây xong cái đường rồi đây. Đó, bây giờ tôi đã lắp được ray thôi. Đó, chúng ta đã lắp cái này. Đấy, để cái này để cho gọi là tăng tốc lên anh em ạ. Đây, đặt đường ray bình thường lên. Thì có cách tầm 3-4 cái đường ray ấy là mình cho cái đường ray tăng tốc anh em ạ. Đây, đấy, thì cái này mình cho tăng tốc cái. Đấy, cho nó an toàn. Đấy, thì nó giống như là hồi trước tôi làm cái máy phang sắt ở nhà đấy. Là tôi cũng phải làm cái này đấy. Đấy, đưa lên đây anh em nhá. Đấy, tới đây là mình đưa tăng tốc vào đây đi nhỉ. Đó, rồi, đặt nó vào đây. Đấy, mở lên. Ok, đấy, tới đây quành lên được anh em ạ. Ôi, ôi ngon quá. Đi nào các anh ấy. Đi các anh ấy. Được rồi, bây giờ tôi sẽ phải lấy cái xe mỏ của các anh này. Anh cho em xin cái xe mỏ anh nhá. Tôi phá này đã. Phá đi, rồi. Ok, an toàn rồi. Bây giờ tôi phải xây một cái. Đây đây đây. Tôi sẽ đặt cái xe mỏ nó ở đây đi. Tránh tránh ra anh ấy. Đấy, phá này đi. Đặt xe mỏ đây các bạn. Ok, xong rồi tôi sẽ đặt cái xe mỏ vào. Đấy, đặt đường ray và đặt xe mỏ vào. Ok chưa? Xong rồi phá cái này đi. Đặt cái đường ray vào đấy. Ủa chết cha rồi. Nào anh, đúng rồi. Đi lên đi anh, đi lên đi anh. Được rồi, tôi đưa anh ấy lên trước anh em ạ. Có cái anh ấy kệ đi, thì chúc mình đưa cái anh ấy qua sau. Đi lên đi anh. Đang là ban ngày nên là cũng không có quái đâu anh em ạ. Cũng không phải lo đâu. Đúng rồi, đi lên đi anh, hay quá. Rồi, tuyệt vời anh em ạ. Ok, mình đã phá ngay đi cho anh qua. Ôi, nó rơi vào cái máy farm của tôi rồi. Được rồi, tôi sẽ xuống cái máy farm của tôi nhặt anh em ạ. Hình như là nó có thằng zombie trong này đúng không? Đúng không? Có zombie kìa, what the hell? Nó có một zombie ở trong đấy các em ạ. Không sao đâu, khi nào mà golem nó xuống đấy là nó sẽ xử nó zombie ấy mà. Đấy, tôi sẽ xuống nhặt cái xe mỏ cái anh em ạ. Và sau đó là tôi sẽ lên tôi làm tiếp. Ok các em ơi, tôi nhốt anh ra làm rồi. Rồi, nào, ấy, bây giờ tôi sẽ dắt anh lên đây. Đây, phá cái này đi, ấy, phá cái này đi. Rồi, đi đây anh ấy. Đi quanh con kia anh ấy. Đúng rồi, hay quá. Rồi, đi lên đi anh, lên đi. Lên đi, lên đi. Ok, được hai anh rồi anh em ạ.
thêm một anh nữa là được. Rồi, vui quá, vui quá, vui quá. Cẩn thận, ok. Rồi, nhảy lên nào. Đây anh em ạ, nếu mà anh em muốn thoát thì anh em phải nhảy chéo. Đấy. Ok, một anh nữa là anh cứ đang ở cùng với anh thương nhân đây này. Đó. Bây giờ là mình sẽ phá hai cái chỗ này ra. Đấy, để mình nối hai cái chỗ này. Mình nối hai cái chỗ này lại với nhau. Thì mình mới đưa anh dân làng qua. Qua đây anh dân làng ấy. Đúng rồi, tuyệt quá. Tuyệt quá. Rồi, thành công rồi anh em ạ. Quá ngon, quá ngon. Chết cha rồi anh em ạ. Đây, sửa lại chỗ này tí. Đây, ơ từ từ anh dân làng ơi. Đi vào đây anh ơi. Đây, đi lên trên. Bàn dòng con trai là phải tiến lên chứ đừng có lùi. Anh lùi bước là anh sống không đúng rồi. Đi lên anh. Đúng rồi. Ok anh em ạ, xong rồi đấy. Tuyệt quá. Ok anh em ạ, thì bây giờ là còn đúng một việc cuối cùng nữa thôi. Đó là chúng ta sẽ phải đi cắm đuốc ở xung quanh đây à. Và tất nhiên là chúng ta sẽ phá mấy cái đường này đi rồi à. Anh em biết tại sao mà tôi chết cha rồi. Vì sao mà tôi lại hỏi cái chỗ ấy ra rồi. Chết cha rồi, chết cha rồi, chết cha rồi. Xây lên, xây lên, xây lên, xây lên. Chứ không còn rất là con nhảy quá bây giờ. Xây lên nào. Rồi ôi. Đôi khi quốc khỏe quá nó không tốt anh em ạ. Đấy. Ok. Đấy, bây giờ nhá là tôi phải phá mấy cái đường này đi này. Xong rồi đi cắm đuốc ở xung quanh đây, cắm càng nhiều càng tốt. Là để cho zombie nó không có spawn ở đây anh em ạ. Đấy, là để cho khi là golem spawn đấy là nó chỉ có tập trung vào cái thằng zombie ở đây thôi. Á. À. Là golem nó chạy vào đây này á, và nó bị nước đẩy xuống cái máy pha. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đi hang động và tôi lấy thật là nhiều than và tôi sẽ cắm đuốc xung quanh đây được anh em ạ. Holy shit anh em ơi. Tôi đang xây mấy cái đuốc đây à, tôi đang cắm đuốc đây. Anh em thấy khá là to đây. Thì tự nhiên là tôi chấm một con zombie nó rơi ra cà rốt anh em ạ. Ngon chưa à. Quá là ngon anh em ạ. Nên là cuối cùng chúng ta cũng đã có hạt giống cà rốt rồi. Rồi. Trời, quá hát còi vào bao nhiêu lâu rồi đây anh em ạ. Trời, quá hát còi bao nhiêu lâu rồi. Đến bây giờ mới có hạt giống cà rốt đấy anh em ạ. Đấy, tôi đã xây được hai nửa rồi. Bây giờ là tôi dùng đuốc cắm nốt hai nửa còn lại thôi. Hả, đây này. Hả, thì có cái nửa này này. Hả, thì vào cái nửa kia thôi. Hả. Wow. What the hell? Anh em phải kim cương kìa. What? What? Tôi không biết là pha vừa nãy là một pha gọi là một pha may mắn tên là một pha xui xẻo đấy anh em ạ. Lúc này tôi cứ tưởng là tôi đi bụi đấy anh em ạ. What the hell? Ok các bạn, chúng ta ôi từ từ ôi đừng đừng ôi cái quần của tôi ơi, quần của tao mày đừng có mặc. Ôi trời ơi, chết cha các bạn, có nhiều quái quá, có nhiều quái quá, chết cha được chưa? Ăn 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 anh em ạ, đau quá. Ủa ôi, bắn cái từ nào từ đấy các bạn, trốn trốn đã, trốn trốn đã, ghê quá. Tôi đang ấy đây. Ủa trời ơi, mặc đồ vào nào, mặc cái này vào nào, đúng là láo thật anh em ạ. Ủa đông thế. Wow. Tuyết nữa là bị chặt cu đây anh em ạ. Tuyết nữa là mất đi cu hardcore. Được rồi, tôi sẽ thử đi xuống đây kia. Tôi nhặt thử cái này là à, nhặt thử kim cương xem được bao nhiêu nào. Các là may mắn anh em ạ. Ôi, em chào anh. Anh làm gì, anh nổ đi, anh nổ đi. Ôi ôi may quá. May là nó không nổ hỏng kim cương của tôi. Rồi. Ôi thằng nào đây. Ôi ôi, tôi cầm thì tôi đánh nó luôn anh em ạ. Thật. Đấy, tay đôi. Tay đôi. Đấy. Ui dồi, cái cung của anh tầm này. Có Reaper gì không hả? Cung của anh tầm này. Thịt của em khỏe hơn cung của anh nhá. Vứt cung đi nhá. Cầm thịt và đánh. Ui dồi, nhiều khoáng lắm anh em ạ. Vàng này, sắt này, ui dồi ôi. Wow wow. Được đấy, kim cương này, đào thử không nào. Wow. Dưới kim cương là vàng luôn anh em ạ. Ngon chưa này. Được đấy, xuống nhặt nào. Ơi, tôi không biết lần tôi được bao nhiêu cục anh em ạ. 13 cục, ngon quá. Anh em thấy chúng nó bắn tôi chứ hả? Chúng tôi chả khác gì một con nhím anh em ạ. Đây tôi cho anh em xem. Đấy. Chụp cảnh cái nào. Gọi là một kỷ niệm anh em ạ. Đấy, đây là ảnh của tôi sau khi tôi suýt chết anh em nhá.
Ok. Rồi. Bây giờ tôi sẽ đi lên trên kia và tôi tiếp tục xoay thằng bắn nó đấy. Cái gì đấy? Thằng bắn tôi anh em ạ, what the hell? Ở đâu bắn đấy? Ok, ở đây anh em ạ, tầm này nó bắn nó gãy ngứa cho mình rồi. Đấy, tôi đi lên và tôi cắm nút đuốc ở đây anh em ạ. Rồi ok anh em ơi, à, xong rồi đây, đó. Anh em có thể thấy là đuốc khá là nhiều đây. Đây, và cái chỗ vừa nãy mà tôi rơi xuống đây anh em ạ. Đâu nhỉ, đây này. Đây này. Đấy, khá là nguy hiểm anh em ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ thử đứng ở đây thử một lúc xem thử máy pháo hoạt động thế nào anh em nhá. Tôi sẽ xây lên trên này một chút này. À, phá bên dưới đi. Mình đứng bên trên thôi. Đấy, được rồi. Ok. Xong bây giờ tôi đứng tôi nhìn cái máy farm anh em ạ. Đấy. Sẽ chắn lại cho nó an toàn thế. Ok, được rồi đấy. Ok anh em ạ, cũng là tầm 10 phút trôi qua rồi đấy. À, bây giờ tôi sẽ thử xuống và tôi kiểm tra thử anh em nhá. Chắc thử xem là được bao nhiêu nhá. Và nếu mà theo tôi được biết ấy, thì là cái máy phao này nó có thể sản xuất ra là hơn 350 phôi sắt 1 giờ anh em nhá. Đấy, 1 giờ là hơn 350 phôi luôn, căng không? Ok anh em nhá. Nào, để vào xem thử em được nhiêu nào. Đấy, anh em thấy ngon chưa? Ngon hơn cái máy của chỗ của tôi chưa? Bởi vì là cái máy hồi trước của tôi là tôi xây nên tôi biết anh em ạ, nó không có được ngon như này đâu. À, ok anh em ạ, thì là hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Đấy, hôm nay tôi bảo là tôi sẽ xây cả hai máy cơ mà đúng không, một là máy phàm vàng và hai là máy phàm sắt, nhưng mà đây là phần 1 thôi anh em nhá. À, phần 2 tôi sẽ up vào ngày mai anh em nhá. Ok, chứ không mà tôi up là dồn mà nó dài nên là có nhiều anh em có nhắn với tôi bảo với tôi là up vậy nó dài quá, xem hơi lâu á. À, nên là máy phàm vàng là ngày mai tôi sẽ up anh em nhá. Ok anh em, thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem đến tận đây nhá. Hẹn gặp lại anh em buổi sau. Yêu anh em rất là nhiều.